Xin chào anh em và các bạn nhé. Hôm nay giới thiệu cho anh em và các bạn siêu phẩm máy thổi khí độc đứng dạng hãng sản xuất Kingwood. Kingwood là một trong những hãng sản xuất đến từ Đài Loan, là có thương hiệu cũng lâu đời. Hiện tại thì ở Việt Nam thì các cái dòng độc đứng như này thì rất ít, chỉ có một số các cái dòng như Sumewa hoặc là Kingwood hoặc là Hegel chú đẩn thường hay về, thì chủ yếu là về Việt Nam rất nhiều rồi. Hiện tại thì gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ môi trường và phòng cháy chữa cháy Bình Nguyên đang nhập khẩu dòng Kingwood này để phân phối cho anh em. Dòng Kingwood thì thường và nhập về Việt Nam thì chỉ một mình các cái đầu máy không nhé, thì các cái motor này sẽ được lắp ráp khi mà về Việt Nam để giảm cái cân nặng. Ví dụ như con GTB 80 đây thì nó là trọng lượng thường của nó là 243 cân, lắp cả motor 5,5 kg vào nữa thì nó là 283 cân, rất nặng. Kingwood thì được có các cái cấu tạo cơ bản như sau. Thứ nhất là về cái vỏ ngoài, vỏ của máy thổi là làm bằng gang SC250. Các cái rốt thì làm bằng thép SC45, bánh răng SC45, và gọi là các cái phần cấu tạo chính bên trong này thì là gang SC250 để cho cái độ bền chịu nhiệt nó tốt hơn. Cái ưu điểm của máy thổi khí Kingwood độc đứng này thì gọi là thứ nhất là về vật liệu thì mình vừa giới thiệu qua rồi, thứ hai là về các cái tính năng nữa là độ ồn của nó thấp, độ ồn của nó đâu đó rơi vào tầm khoảng 60 decibel, rất thấp so với lại cả các cái hàng cùng phân khúc lắp cho gần các cái hộ chung cư, lắp cho chung cư hoặc là các cái khu vực đông dân cư là rất phù hợp. Cái này mà lắp thêm giảm âm nữa thì gọi là chuẩn con bà chỉnh luôn. Về đây là đầu hút này và đây là đầu xả. Máy thì được thiết kế nhỏ gọn. Ưu điểm tiếp theo là máy được thiết kế nhỏ gọn, độ bền thì vật liệu thì cao, thiết kế nhỏ gọn, độ ồn thấp, dễ vận hành và sử dụng, cũng như công tác bảo trì bảo dưỡng. Cái nhược điểm một chút là giá thành nó hơi cao. Đấy, giá thành hơi cao so với lại cả dạng rốt nằm ngang. Hàng thì rất đẹp, thì hiện nay ở thị trường thì chỉ có một số các cái hàng như Sumewa hoặc là Kingwood là có hàng sẵn thôi. Các cái dòng model của máy thổi trục đứng là nó là GTB. GTB đây là tem mác, nó hơi tối một chút đây. Đập nổi, thương hiệu đến từ Taiwan, hàng rất tốt. Máy thì hiện tại thì mình đang lắp với lại động cơ Hosung của Korea, sản xuất tại Việt Nam nhé. Nhà máy Hosung đang có sẵn. Anh em cần tham khảo đặt hàng như bảo hành thì có thể liên hệ với ngãi qua số điện thoại 0988 345 283 để tham vấn thêm. Đây là nó hơi nặng nên là mình để luôn ngoài bãi và để luân chuyển luôn cho khách hàng. Nếu anh em cần thêm gì nữa thì alo cho mình.